Mến chào quý cô chú anh chị đang đến với kênh LTK Bonsai. Hôm nay em đến với nhà vườn của anh Thái, có một số phôi mai xin được giao lưu, kính mong sự ủng hộ của quý cô chú anh chị. Chào cô chú, bữa nay Thái về được 8 phôi mai, cô chú ủng hộ cho em khóm 1 thị xã Nghĩa Năm. Số điện thoại em là 0896647579, có gì cô chú ủng hộ cho em. Trước hết là cây số 1. Cây số 1 là cây mai xù nghe cô chú. Cái mai xù mà con cái, cái mai xù nào em cũng biết mà đều con cái, là có cái mai xù này là bông nó đẹp lắm. Bông nó rất đẹp, ai cũng đi ngang ai cũng nói cái bông này là rất đẹp hết trơn. Cả xóm. Nói chung là cái bông này em thấy rồi, là cái bông nó đẹp lắm. Nó xù mà cái bông này nó bông nó thì sao mà nó vàng đậm, nó đẹp lắm. Nó xù, nói chung là cây này khoảng 80-90%. Nó dài cây lắm mày, cây thứ tắc này là nó dài cây lâu 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 năm lắm mày, xù nó rễ nào cũng đều, cũng đều hết trơn luôn. Có con rễ này á, là em là cái dạng muốn không bỏ cũng được, mà em thấy tiếc quá à. Em hạm em cắm dưới để cho nó đẹp hơn, nó kiểu cọ đẹp hơn. Ok, cái cây đó em cũng làm thử rồi cũng không có gì hết trơn á, mà em bỏ cũng được không, mà em thấy bỏ tiếc uổng, rất đẹp, để vậy nó tròn trịa đẹp hơn. Rồi đó, không xấu đâu anh này. Sáu hai hoành. Để mình quay vòng cho cô chú coi cái thước tắc nó rõ ràng nha, cái eo đàng hoàng, nghe cổ rễ đàng hoàng hết chưa? Cho nó rõ. Rồi 62 hoành. 62 thôi. Rồi. Chiều cao cái đọt giót á, chiều cao đầu rễ lên á thì nó có 54 nè. 54 nè. 54. Lực lùng luôn á. Rồi cái giót đọt nó là có 105. 105 nhỏ à. Cái cây này là cho bonsai lực lượng lùng luôn, mà bông nó nói chung anh em khỏi ghét nè. Cây này thấy yêu cái là cây bông xù quá đẹp, nó bông nó vàng nè, nói chung cây này thơm đó, cái bông nó bông thơm đó. Phật ra là chơi quá. Nói chung mà cái bông rất là thơm, nói chung là thử cái bông thôi là rất là sảng khoái rồi, nhẹ nhõm. Cọng rễ bự bự không nghe anh em cô chú đó, mai xù mà cọng rễ được vậy thì quá ok rồi, nó đều hết trơn như này, nó đều đều hết trơn. Cũng xù hết trơn luôn nè, đó, cô chú thấy chân cành này dây. Cây này em giao lưu là 28 triệu, cô chú rồi có nào ủng hộ cho em nha. Đi giờ sao? Cây này là nó 62 hoành. Rồi ginh xuống đi mấy con ơi. Sao đi số? Cây này là cây số 1 nha. Cây này cây số 1, ginh qua đây luôn. Wow. Chứ hết là em lên cây số 2, cây nãy là cây số 1, cây mai xù nha anh em. Còn cây này là cây quái, nằm cái dáng ưỡn như cái đít nó quái. Mà cây cũng như con cốt nha anh em. Cây này cây số 2. Anh em nào coi cho em ủng hộ cho em. Cô chú là ủng hộ cho con nha. Cái cây nó hình ưỡn mà như cái mình như quái thú vậy, mình nằm ườn dài lắm, nó rễ rồi đều hết trơn nha, rễ bự bự không à, nó rễ bự bự không à, nó giá nó vàng và đẹp. Cây này nói chung là màu nó đẹp cây quá à. Thấy cũng mê nữa. Nước à, ngọt anh à, nước ngọt. Cây chân cành rất đẹp nha, nó đủ chân cành chơi hết trơn đó, anh em nào thấy đủ chân cành chơi hết trơn luôn. Để thấy đo cái chiều cao đi, chiều cao dưới lên tới đầu rễ này là nó 92. Cái giót đọt đi, em đo cái đọt ở trên đây đi, đọt là 18 à, 18. Em đo cái hoành thân cây nha, hoành thân đó.
54 đi, 54 mấy mà 54 đi, năm làm hồi 54 đi. 54 hoành. À, cho cô chú được câu được cái hoành đo luôn. Nó rõ ràng. Đó. Cây này là em giao lưu là cây này 11 triệu. Cô chú đã ủng hộ cho em, cây là cây số 2. Ghi vô luôn. Cây số 2. Dạ. Số 2, 11 triệu. Rồi quay vòng luôn. Cây này nói chung là rất đẹp nha. Cái nước da nó rất màu vàng, rất đẹp. Nó lên da đồ em kỳ lên nó vàng éo hết trơn. Đẹp quá, nó quái. Cái nằm nguyên cái đít bự lắm nha anh em. Cái cũ thì bỏ nãy tính đo mà không đo mà cái cũ bự lắm á. Cái cũ nó đây nè. Cái cũ nó tới 88 lần á. Nè. 88 lần á, cái cũ nó 88 lần á. Nguyên cái mình cũ đó thôi là 88 lần á. Đo quanh bầu luôn. À, quanh bầu. Để khoảng này cho anh cô chú được coi nha. Đo quanh bầu đó nè. Bầu cỡ 170 à. 170 à. Rồi, quay bộ rễ cái. Đó, bộ rễ. Quay đi. Rễ đều luôn nha. Đều luôn nha, cô chú lót là đều hết trơn nha. Đó, rễ đều hết trơn. Nó da nó hoa đẹp cái đít. Hoa đẹp rồi, ghen xuống nha. Cây này cây số 2. Cái lớn lớn luôn, ờ cái lớn lớn. Hơn nghiêng cái đi. Cây này cây lớn số 3. Số 3. Cây số 3 là cây da me nha anh em. Nó một cốt thẳng. Nó da me nha. Cái cây này nói chung là nó da nó me như da cá sấu vậy. Nó da cây hết trơn, nó sần sùi. Bông nó thì bông đẹp à, cây da me cây nào cũng bông đẹp hết trơn á. Nó sần sùi vậy đó. Nó như da cá sấu vậy. Cây này chân cành cũng đẹp hết trơn luôn, cũng đều hết trơn luôn, một cốt một à. Mấy đầu rễ này nó cũng chảy chì nè, làm như nó chảy chì hết trơn rồi nè. Nè. Nè, nó lên xù gốc hết trơn rồi nè. Đó. Đó, có đặc điểm là có cái chỗ này nó hơi có cái thẹo mà em xử lý rồi. Có cái thẹo như cái này thôi nghe cô chú. Em xử lý rồi, không có gì đáng ngại nè, nó lên xù nó kéo này hết trơn à. Chân cành nó cũng rất đẹp đều tứ hứa diện hết trơn, một cốt một. Quay vòng đi. Đó, đế đắm đầu rễ là cũng nhiều lắm, đầy đủ nha anh em. Đó. Rồi. Cây này anh đo thông số đi nha. Cây nào 41 mấy hay 41 thôi. 41 thôi. Đó. Rồi cô chú coi, nó rõ ràng. 41 như tích 40 cũng được nữa. Cái giót đọt á thì nó đọt nó cái 8,5 à. Cái đọt nó 8,5 à. Cái chiều cao nó là xuống tới hăng là 118. Cái hoành bầu thì tính 1,5 đây, còn chút xíu thôi, 1,5 đi. Quay vòng luôn. Cây là cây số 3 nha, cây da me. Bông đẹp lắm à, cây nó nước da nó lên da cái xấu vậy. Nó trên này đang lên da cái xấu hết trơn rồi. Nó sần sùi hết trơn rồi. Nó lên mấy cái này nó chảy chì rồi, nó sần sùi hết trơn rồi, đang lên xù hết trơn lên cây. Đó, nó da nó ngộ vậy, nó như da cá sấu vậy. Lên đọt luôn, nó xù nguyên cục ở trên luôn mà gọi xù cá sấu. Số 3 báo giá luôn. Cây số 3 này em giao lưu là 4 triệu. Dạ cây số 3 4 triệu. 4 triệu. Rồi ghi xuống con. Ghi xuống con bỏ bên đó luôn đi. Cái khéo nặng lắm cái chừng chúng nè. Ừ. Rồi lên cái đó luôn. Để cái đàng hoàng nha. Ê, qua đây. À, xích qua đây chút. Rồi gì đó, đúng rồi đó. Rồi. Cây này là cây số 4. Cây số 4. Rồi. Anh giao lưu cây này là cây số 4 nè. Cây này là cây mai. Mai mà đều cái dáng nó ba ấy, nó dáng nó ẩn nó ba siêu siêu cái rất đẹp nè cô chú. Về là cây nào có chậu hình chủ nhật á,
hình chữ nhật á, cô chậu lên, cô chú coi lên coi cây, đưa cây lên phong cao là chơi diễn cảnh là đẹp lắm, diễn chung cái chậu dài dài rồi coi đẹp lắm. Nó cái hình của chú hơn ngã xuống chút nữa rất đẹp, mình ngã bầu mình trồng mình ngã xuống chút nó cũng rất đẹp luôn, chi cành đều ha, chi cành đều. Nó cái có cành hồi này nè, thái cũng chừa cành hồi, nó đánh sao phủ về cái gốc. Nói chung cái gì mình cũng thấy cứ hướng về cái gốc mà để cho cái chi cành non để sao mình diễn về đây. Còn mấy chi cành này lướt mình cho nó lướt tiêu, còn cái này đọt thì cho nó hồi lại về rất hay. Chi cành này rất đều đó, nói chung nhiều chi cành luôn, đọt thì cũng dốt luôn. Để thái đo cái chiều cao, cái chiều cây nó siêu siêu. Tới đây đi là 1m07. Cái đọt đó thì đọt 8,5 nữa. Quả đọt 8,5 đem đo cái hoành. Hoành có 36, bao nhiêu tính 35 đi. 35 thôi. Hoành 35 thôi. Quay cái đế một cái luôn. Cái đế cho cô chú coi nha. Đế này nói chung mà nó không được dày mà đều nó thưa đều. Nó cắm đều hết trơn mà đều cái là cái rễ nó cắm nó đều, nó không ra. Nó không có ấy, nó cắm đều hết trơn mà không được dày mà đều nó cắm đều, cắm đều cái bầu rễ. Nó thưa thưa mà nó đều. Báo giá luôn anh ơi. Cây này em giao lưu là cũng 4 triệu nha cô chú, cây bay. Ý cây nó dán chỉ siêu siêu. Giá 4 triệu. Mình đọc lại số điện thoại luôn anh ơi. Số điện thoại của Thái là 0896647579. Em ở khối 1 ngã 5 nha cô chú. Có gì ủng hộ cho con. Rồi xuống đi con, xuống mấy cây này đi. Quý cô chú anh chị nào mà thấy cây không rõ, xin liên hệ qua số điện thoại của anh Thái để anh Thái gửi hình qua Zalo trực tiếp. Có gì cô chú có gì mà có gì thắc mắc cô chú điện cho Thái. Cây này là cây số 5. Số 5. Rồi. Cây này cũng cây sù mà nó sù coi cũng hai bên nha cô chú. Nó dùng trực lắc, em chơi sửa cổ lắc cho cô chú chơi bonsai. Cây này là cũng sù, nó cô chú cũng coi. Sù mà nó có khoảng cái sù 50-60% thôi. Đó, 50-60% thôi. Đó mà cây này cái tương lai thì nó lên nữa. Đó. Ở bên này, mặt này nó hai mặt hay là hai mặt cái sù hết trơn, nó cục bự xuống luôn nè. Đó, mà cái dáng thì dáng trực lắc nha. Đó, cô chú là thôi bây giờ như em để vô cái dáng gì nè, đánh đây. Bên đây bên tay, bên đây bên tay. Nên này đọt là được rồi, bonsai mà, mình chơi ghép dảo, ý ghép dặn cúc thọ gì đó. Vô chơi. Mà cây này nói chung là nó lực lùng lắm nha. Em đo cái thước đất đi. Thước đất giúp cô chú kem. Cây này 41 hoành. Đó trên đây nè, chứ dưới gần vô trên 4 mấy lần. Cây 41 thôi. Nè. 40 đi, như cây mẹ chị Hào là cho cổ mấy trên luôn 40 luôn. Cây mua bán là chân thật cái gì nữa, 40 luôn. Đó. Nha, cho đâu cái chú lại cho nó rõ ràng rồi. Nó 41 mà đều con cái mà tính nó 40 luôn đi. Rồi, đúng là cái 44 lần á. Cái chiều cao nó là xuống đầu rễ đây đi là nó 44 luôn. Quay qua đây nè. 44. Dạ. 44. Thưa cô chú anh. Cây nó đầu rễ nói chung nó cây nó quái, nó có hai ba rễ bự nè, cắm nó quái. Còn rễ nhỏ nữa lót đưa xuống dưới trơn. Cái đọt á em đo thế, cái đọt dốc nó là coi có 10 à. Đọt gốc nó 10 à, cô chú. Rồi, báo giá luôn anh này. Cây này em giao lưu là cho cô chú là 3,5 triệu đi. 3,5 triệu. Rồi cho cô chú chơi cho nó thơm. Dạ, rồi xin kính xuống đây con. Cây số 5 không? À, cây số 5. Ở đây này con. Ừ. Còn cây nào nữa? Cây này nữa, cây sù nữa. Cây sù nữa. Rồi. Cây này là cây số 5. Số 5. Cây này là cây số 5 mà cây sù nghe cô chú, nó dáng cũng siêu siêu. Nó sù khoảng 80-90% này, nó sù hết trơn luôn. Nguyên ức đồ nó sù mình nó cũng sù hết trơn này. Quay vòng luôn.
Nó xù dưới ức này nó quá xù luôn rồi, xù hết trơn. Cái ức nguyên cái ức dưới nó xù hết trơn đó. Nó kéo sống rồi, nó xù hết trơn. Bên đây nó xù. Nó quay cái nó xù nè. Nguyên mặt này nó xù hết trơn lên trên nó thằng. Các em đo chiều cao đi nha cô chú. Em đo chiều cao là 74 đi. Từ dưới lên là 74. Em đo cái hoành ngang nó đi. Hoành ngang nó là 32 đi. Đó. 32. Đó cô chú coi ha. Đo ở trên thôi. Đó, quay qua đây. Đó. 32. Đó, quay đo ở trên thôi, mình đo nó trong đâu là mình bán cái chân thật nó vậy nó vui chút chứ bán mà dối gian quá. Gian dối quá kỳ lắm. Rồi, đó, hoành bầu. Hoành bầu. Rồi 145. 145. Nó cái đọt cái giót đọt á thì mình đo luôn cho cô chú coi. 18. 18. 18. Cái xù này em giao lưu á, cho cô chú á, là cây này á, là 4 triệu. 4 triệu. Cô chú cái gì ủng hộ cái Thái nha. Rồi mình bao ship sao quên nữa. Em bao là 200 km. Em bao ship là 200 km. Em bao 200 km cái xù nha anh em. Bông đẹp lắm. Ghiên xuống nghe coi. Ghiên. Rồi đi đường này qua nè. Rồi. Em còn hai gốc mai tạng, ý mai phôi mà bự lắm, khủng lắm. Em quay cái bầu ghiên không được. Em nhờ cô chú vô coi. Chưa. Đi qua đó đi. Gốc này cao gần 5 mét mấy nha. 5 mét à, gần cái 5 mét á. Nó còn cốt mọc à. Quay tới đọt luôn, cốt mọc, nó gần tới dây điện luôn rồi. Đó. Còn cây bên đây thì nó 3 mét mấy thôi. Cây này là 3 mét mấy. Mà cây đây thì cây đây là cây giảo nha. Giảo hai lớp cánh là giảo hột nha, là hai lớp bông nha. Rồi cây nào trước? Cây này đi, giao lưu cây này đi. Cây này là một cốt hẳn là chi cảnh không? Là cây này là cây số 7. Cây số 7. Đi vô số 7. Số 7. Rồi. Yeah. Số 7. Bầu đế khủng lắm nha cô chú. Cái bầu ôm là nói chung là cũng đắt. Mà mấy người kéo á. Nó cũng đắt, nó nặng lắm cái bầu đó, bầu đế dữ lắm nha. Nó nhỏ mà cái bầu đế nó quá đẹp đỉnh luôn, đẹp. Là chắc cả 300 kg. Trên. 300 kg sao trên mà thấm nó. 300 kg luôn hả? Ừ, trên nhiều lắm. Cái này chắc đi xe tải đi không anh? Xe tải á. Mà lên nó khó luôn á, xuống còn khó nữa. À, quay tổng cái bầu đế cho người ta coi. Nó ghế rồi nó lót đều hết trơn, trải đều hết trơn á. Cây nhỏ mà nó cái bộ cũ nó tròn mà nó sổ đẹp đẹp quá. Nguyên cái bộ cũ. Qua đây đi vòng vòng qua đây cho cô chú rồi, coi. Rồi. Cây này là phong cây cốt về nuôi mà chân cạnh nó như cái thông luôn á. Mà khó kiếm được cái cây mấy cái bộ đế nó vậy. Dài á. Đó. Bộ cũ nó vậy đó. Đó, cây lên cao lên là khoảng cỡ gần 5 mét nha. Này chắc 5 mét luôn, từ bầu dưới là 5 mét luôn á. Nghe nó cao lắm ạ. À. Rồi đó thông số luôn anh ơi. Cái thông số đo. Cây này là 36 hoành. 36 hoành. Thấy không? 36. Rồi. Cái cũ mình đo xuống cái cũ ấy, cái này thôi. Cũ nó mẹ 100 đi. Mẹ không gốc cái này 100 đi nè. Đây à. 100 đi. Mẹ trên đây có sức 100 đi. Còn nguyên cái bầu thì cái bầu chắc gần cái 300 luôn ạ. 300. Cái bầu gần cái 300 luôn ạ. Cái nguyên cục đất nó dữ lắm thì cái cây là cô chú thấy coi nha. À. Gần 300 luôn á. Một cốt nước ngọt á anh. Một cốt nước ngọt à. Biết mặt bông không? Cái mặt bông là 5 6 7 8 cánh cây lên. 5 6 7 8 ăn lên không à. Có cây này là cây giảo hai lớp cánh thôi. Hai lớp bông. Rồi, báo giá sao? Cây này em giao lưu là 25 triệu. Đi cây này 25 triệu.
Cây này 25 triệu, em có gì chở xe tải, nói chung là bao cây xếp. Này bao xếp 200 km nha. Rồi. Bao chú cô chú 200. Cây dạ, này lên cây số 7 25 triệu. Cây này nặng nề lắm này, nghe cô chú, cục đất nó dữ lắm này, gần 300 thứ tôi hoành cục đất á. Rồi, tới cây số 8. Tới cây số 8 đi. Cây 8 là cây mai dảo này nè, mà dảo hột là nó hai lớp bông. Hai lớp bông mà rễ nó thì nó bự không em. Nó đi xuống nó lặn qua lặn lại như lò xo vậy. Quay vòng vòng như đó cho em. Cho nó xem. Rễ không chống mặt nào luôn ha. Nó đi xuống là như lò xo nó lặn xuống dưới không. Đó rễ thử công rễ hả? Công rễ ơi. Công rễ mình cho công rễ này đi. 13 đi, 13 mấy, 13 đi. Trời ơi. Thì cộng đây cũng 13 luôn, 13 hết chứ. Cộng nó cũng 13, 13, có cộng này bự hơn. Lực luôn ha. À, lực luôn. Cây này lắc là lắc không nổi. À, cây này đón khoảng cái chiều cao lên là khoảng có 3 mét, 3 mấy á. 3 mấy lên đọt là 3 mấy, còn cây này 5 mét. Cây này khoảng 5 mét, cây này 3 mét, 3 mấy. Chuyên cạnh nói chung là bắp bắp hết trơn à, bự hết trơn. Nè, em nhắc lại cây này cây dảo nha, hai lớp bông nha. Em đo cái hoành đi. Cây này là 34 hoành, ấy 43 43 hoành. Tính 42 đi. Ừ, 42 đi. Ấy dạ. 42 đi. Rồi, hoành bầu ấy. Hoành bầu nó thì cái này nó rễ xuống. Này khoảng cái 80 như 100 lẻ mấy á. Gì? 200 mấy? 200 mấy không? 200 cỡ 230 á. Rồi, cỡ 230. Đo thoát thân lên luôn anh. Ớt tăng từ ấy nó lên xuống cái cô rễ thì 43. 43. 43. Cây này em giao lưu là cô chú là 18 triệu nha. Cây số 8. 18 triệu. Bao xếp. Em bao ship là 200 km. Rồi. 200 km. Có gì cô chú đồ thì gì thắc mắc là điện số điện thoại của tôi của Thái là 0896647579. Có gì cô chú ủng hộ cái Thái nha. Em nhắc lại là cái này cái dảo, còn cái này cái một cốt bộ đế rất khủng nha cô chú. Cuối lép. Cô chú có gì chúc cô chú mạnh khỏe nha, vui vẻ. Chào cô chú.